Chào các bạn, đây là phi trường Tampa ở bên Terminal 1. So let's go. Where you go, South Korea? I don't put you on there. And so we go to the train to go another terminal, okay? See you soon. Khi mà các bạn đi recheck TSA thì các bạn không có xếp hàng. Các bạn chỉ vô thẳng thôi, chỉ có mấy người thôi. Còn các bạn thấy bên này là người ta xếp hàng đông không? Từ từ. So we not wait for that. We was on the TSA line, so we get in right away. Alright. Chào các bạn. Buổi sáng. Bây giờ Kim Ngân đang ở phi trường Tampa để chờ lên máy bay đi Boston. So this is bắt đầu của cái trip của Kim Ngân. Thì chút xíu nữa Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn là trên máy bay như thế nào, giá thượng hạng như thế nào. Ok, bữa nay mình đi first class, so I gotta share with you how we fly in Delta. It's a big airplane. Also, trong này, this is the terminal second one when you ride a bus to here. So I just say trip started. I'm still sleeping because too early. But anyway, I want to say hi, everybody. Morning. This is the terminal second one when we took the train to here. So I just overrode for you. Starbucks here. People stand in line for Starbucks and waiting for get in. And this is the Tampa duty free store to buy with no taxes if you travel overseas. And it's all the gate waiting. And when you fly with first class, you go the first one, get in the airplane first. So we boarding soon. So I'm gonna show you. Okay. And we are at 70, so it's just wait to be up there. So I love Starbucks too. So. Bây giờ bắt đầu vô máy bay rồi các bạn. Mình đi giá thượng hạng thì mình vô trước tiên hết. Trong máy bay mà mình ngồi ở đằng trước luôn. Thì mình chia sẻ với các bạn nha. Okay. Different start to boarding. So now we get into the airplane right now. And we fly first class, so we first customer to get into the airplane. And our seat is 3D and E, 3D and 3E, so there we go. So start for the first morning. I'm still sleeping. Sorry, but I need to record it for you to share. Khi mà các bạn đi giá thượng hạng thì các bạn là người đầu tiên, vô trước tiên. Đó là chỉ có 5 hàng ghế thôi, thành ra mình chia sẻ với các bạn. Chỉ có 5 giải thôi, hoặc có 4 năm và ghế rất là bự. Thì Kim Ngân chia sẻ với các bạn đây. Mình đang ở ngồi ghế băng DVD ở bên này. Good morning, ladies and gentlemen. It's certainly Delta's pleasure to welcome aboard Delta Airlines Flight 607 with non-stop service to Boston. We are a completely full flight today with every seat taken. We would ask that you quickly make your way to your row. Seats A, B, and C are on the right, D, E, and F are on the left. Once you reach the row, we do ask that you place your larger overwear bag in the overhead compartment, wheels first, your handle first. That allows us to squeeze a little extra space into the overhead compartment and ensure an on-time departure.
If you brought two bags on board today, please put that second smaller item, such as a purse, a backpack, or a laptop computer, underneath the seat in front of you. If your second bag will not fit, let a flight attendant know. Cho các bạn, đây là cửa sổ mà nhìn ra ngoài thấy tất cả những máy bay. Bây giờ trời bắt đầu sáng lên rồi, hồi nãy trời tối quá mình không có thấy, nên bây giờ mình đã thấy máy bay ở ngoài rồi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những máy bay kế bên. Okay. This is early, it's pretty dark, I cannot see the airplane, but now I can see it, so I just show with you. We are on the window, so you can see the outside one easy. Very start to boarding. I mean, done boarding, and then it's to we fly soon. So we have 3-hour flight from Tampa to Boston. All right. So see you in Boston in another 3 hours. Thank you. Mình có 3 tiếng đồng hồ fly từ. Bay từ Tampa qua Boston. So bây giờ Kim Ngân sẽ tắt máy và đi ngủ nha. Bye bye. Mời các bạn ăn sáng với Kim Ngân nha. Khi mà các bạn đi du lịch mà các bạn đi máy bay mà các bạn ngồi giá thượng hạng thì họ có cho các bạn ăn sáng. So Kim Ngân quay cho các bạn xem là Kim Ngân có bánh mì với trứng và nước ngọt. Okay, so this is a first class, so even fly 3 hours, but they give you breakfast. I'll share with you. Mời tất cả các bạn sáng nha. Bye bye.
chào các bạn. Đây là phi trường Boston. Kim Ngân đã tới Boston rồi. Thành ra là Kim Ngân chia sẻ với các bạn. Đây là phi trường ở Boston. Kim Ngân lỡ cái chỗ này để có cái chữ Boston cho các bạn xem. Là mới vừa xuống máy bay thì mình thấy liền cái nhà hàng ở đây là Boston Bruin, tức là cái nhà hàng này. Quay cho các bạn xem phi trường ở Boston cũng không có gì đặc sắc hết á. Dear friends, we arrived to Boston safely, so right now we just go to baggage claim to get our baggage, and so I just share with you how is the Boston airport. It's not very big, but I don't know, it's not much interesting. So welcome to Boston. Cái đường đi lấy vali quá xa các bạn, lớn lắm. Thành ra là hồi nãy là Kim Ngân mới vừa xuống máy bay thôi, thành ra không có biết. Nhưng mà bây giờ thì xuống đây để mà đi lấy hành lý thì là nó quá xa luôn, quá bự. So that's what I'm gonna share with you. We walk in go on. So it's pretty big. It's like Minnesota airport is really big too. So Sam was at Boston. So right now we walk to the get the luggage, okay? Long elevator, huge. And we're still walking to the get the baggage claims. It's way big, long. So we're still walking. We're not there yet. Mình vẫn còn phải đi bộ tới ngay chỗ lấy vali. Cũng chưa có xong nữa. Quá là là xa luôn. Chia sẻ các bạn, bự lắm. So this is the state of Massachusetts, right? But the city is Boston. So when you say Boston, it's not a lot of people know, but we have to say Massachusetts state, tiểu bang Massachusetts, and then thành phố Boston nha các bạn. Okay. Đã ra tới ngoài rồi các bạn. Bây giờ thì mình đi kiếm taxi để mình đi về tới khách sạn. Wow, các bạn coi xe bus này nó dài. Woo! Hai cái dính lại nhau. Và đó là xe bus, còn đây là thành phố Boston Airport. It's huge. So we have to walk to the taxi area to get a taxi to go to airport. Another bus, look at that. Another bus. Big bus. It's really long. Very nice bus, honey. I think this is more than we can go for water transportation. Oh, yeah? Just a taxi to the hotel. Water trans something, right? Yeah. Because you don't know. I can ask this guy. How you know he know? He's wearing a Boston Love his shirt. Oh, really? Ask him then. This is another bus. Beautiful. Ask him. A lot of big bus, honey. Yeah. Wow, beautiful
Starbucks. Tất cả ở đây có nhiều Starbucks. Go ask, leave it here, I'm standing. Go and ask. Oh, you're on the phone. I have to get bus 66, honey, right there. What? The bus 66. You gotta look at the bus number. Early, I see the bus 88, so you have to go 66 to the water transportation. See that? Yeah. You have to ask. Taxi bằng nước.